Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Binh Audio của mình. Ở cuối tập trước, nghe Tần Nguyệt Trì nói bản thân mình đã được tự do, kiếm ma không nói hai lời lập tức lao ra bên ngoài rời đi ngay. Thế nhưng hắn vừa mới bay ra liền đụng phải một đạo bình chứng vô hình, sau đó bí bắn ngược trở về. Điều này làm cho kiếm ma không khỏi sửng sốt, vẻ mặt có chút hoang mang quay sang nhìn Tần Nguyệt Trì, lầm bẩm nói, tiền bối. Mà Tần Nguyệt Trì nghe vậy thì từ tốn nói, ngươi tự do, muốn đi thì đi thẳng là được, sự thật, ta là người rất hiền lành. Lời nói vừa dứt, một cổ lực lượng vô hình liền bao phủ lại kiếm ma, giờ phút này kiếm ma có cảm giác chỉ cần mình còn dám đi sợ là trong khoảnh khắc sẽ tan thành tro bụi kiếm ma lập tức giật mình một cái đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì liên tục nhìn về phía Tần trần một khắc sau hắn vèo một cái liền đi tới bên cạnh Tần trần cung kính hành lễ nói kiếm ma bái kiến thiếu chủ Tần trần ngỡ người mà lúc này áp lực vô hình trên người kiếm ma cũng trong nháy mắt tan thành mây khói kiếm ma lập tức thở phào nhẹ nhõm Tần trần nghi hoặc nhìn mẫu thân mình sau đó lại nhìn kiếm ma từng nguyệt trì mỉm cười nói mị lực của con ta là lớn nhất là chính nó muốn thần phục ngươi mẫu thân cũng không có uy hiếp nó có thể là nó đã theo ngươi lâu rồi có cảm tình phải không tần nguyệt trì liếc mắt nhìn kiếm ma thản nhiên nói chẳng lẽ không phải sao vâng vâng kiếm ma vội vàng gật đầu giống như gà con mổ thóc tần nguyệt trì cười nói với tần trần trần nhi ngươi nhìn hắn cũng đều nói rồi tần nguyệt trì tiếp tục nắm kiếm trĩ thần bí trong tay trần nhi ngươi có biết kiếm này đến từ đâu không chẳng lẽ kiếm này không phải là bảo kiếm của kiếm ma tiền bối năm đó sao tần nguyệt trì nhìn về phía kiếm ma ngươi có thể hỏi hắn đám người tần trần nhìn về phía kiếm ma kiếm ma vội vàng nói thiếu chủ kiếm này là chí bảo thuộc hạ đạt được từ trong vũ trụ hải mọi người nghe vậy đều khiếp sợ kiếm ma này từng đi qua vũ trụ hải sao lại như vậy vũ trụ hải chính là nơi mà chỉ có cường giả siêu thoát mới có thể đi vào nhưng kiếm ma này mới là nửa bước siêu thoát mà thôi làm sao có thể tiến vào vũ trụ hải chẳng lẽ hắn là cường giả siêu thoát tựa hồ biết mọi người nghi hoặc tần nguyệt trì cười nói kỳ thật vũ trụ hải không khoa trương như các ngươi tưởng tượng cũng không phải cường giả siêu thoát mới có thể tiến vào kỳ thật chỉ cần đạt đến cấp tôn giả đều có thể sinh tồn trong vũ trụ hải bất quá chỉ là quy tắc trong vũ trụ hải cực mạnh vượt xa vũ trụ nguyên thủy này của chúng ta nếu tôn giả trong vùng vũ trụ này của chúng ta tiến vào sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị quy tắc cường đại áp chế làm cho hóa thành tro bụi ít nhất phải đạt được cấp thiên tôn mới có thể sống sót trong thời gian ngắn nhưng tối đa cũng chỉ sống được mấy năm mà thôi mà đến cấp chí tôn liền có thể ở trong vũ trụ hải sinh tồn lâu hơn một đoạn thời gian bất quá bản nguyên thể nội vẫn như cũ sẽ chậm chậm trôi qua nếu là không cách nào tại trước khi bản nguyên tiêu tán đột phá siêu thoát cảnh giới tương tự sẽ tan thành tro bụi có thể nói chí tôn tiến vào vũ trụ hải mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu hao bản mạng tinh nguyên của mình nếu không phải tích yếu trong vũ trụ nguyên thủy chí tôn căn bản không cần tiến vào vũ trụ hải nhưng thật ra cấp chí tôn đã có thể sinh tồn trong vũ trụ hải nếu không như hắc ám tộc kia cũng có tôn giả bình thường thiên tôn các loại cũng có một đống sao có thể sinh tồn trong vũ trụ hải nghe vậy tất cả mọi người đều sững sờ rối rít nhìn về phía kiếm ma tần trần cũng nhìn sang kiếm ma thế vậy thì vội vàng nói thiếu chủ năm đó thuộc hạ vô tình xâm nhập một cái thông đạo ngoài ý muốn tiến vào vũ trụ hải mới đạt được một thanh kiếm sắc như vậy cho nên vật này mặc dù là vũ khí của ta năm đó nhưng kỳ thực là thần binh đến từ vũ trụ Thần Nguyệt Trì liếc mắt nhìn kiếm ma, nói, la lịch của kiếm này cũng không bình thường, năm đó tiểu tử này tiến vào vũ trụ hải, xâm nhập một mảnh bí cảnh, đạt được một kiếm thần binh như vậy, thế nhưng kiếm này sát khí quá thịnh, hắn không có sức gánh vác sát khí trong đó, cho nên mới trở nên điên cuồng, thậm chí thần trí đều bị ảnh hưởng trở nên hỗn loạn. Người này từ đầu đến cuối đều không thể khống chế thanh lợi kiếm này, nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị thanh thần kiếm này che giấu tâm trí, trở thành một cái xác không hồn, hóa thành nô lệ cho thanh kiếm này. Còn phụ thân ngươi đi tới vũ trụ này, phát hiện biến hóa trên người người này, thấy hắn giết chóc quá thịnh, liền phong ấn hắn trong lợi kiếm này mặc dù phong ấn hắn ức vạn năm nhưng kỳ thực là đã cứu hắn một mạng nếu không người này đã sớm bị kiếm này phản vệ vô cực chí tôn khiếp sợ nhìn kiếm ma hóa ra kiếm ma thời viễn cổ đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng chiến thiên chiến địa thậm chí muốn khiêu chiến bản nguyên của vũ trụ là vì nguyên nhân này từng trần khiếp sợ nhìn thanh kiếm rỉ thần bí trong tay từng nguyệt trì mẫu thân ngoại trừ kiếm ma này năm đó tỏa ra khí tức âm lãnh hài nhi sao lại không có cảm giác thần binh sát khí quá nặng đương nhiên người không cảm thụ được từng nguyệt trì cầm thanh kiếm rỉ xét thần bí trong tay cười nói năm đó phụ thân ngươi vì phòng ngừa thanh kiếm này làm hại vùng trời này đã phong ấn thanh kiếm này có phong ấn của phụ thân ngươi kiếm này đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng với ngươi mà với thực lực của ngươi bây giờ cũng không cần phong ấn lợi hại như vậy dứt lời tần nguyệt trì nhẹ nhàng bóp kiếm này một cái trong kiếm dị xét thần bí giống như có thứ gì đó bị phá vỡ sau một khắc một đạo sát khí khủng bố trong nháy mắt phóng lên tận trời âm một tiếng vòng trời vũ trụ này trong nháy mắt bị xé nứt ra một vết nứt dài đến ức vạn trượng dưới một kiếm vũ trụ này phản phất đều bị chém thành hai nửa khí tức thật kinh khủng đám người từng trần khiếp sợ ngẩng đầu dưới luồng khí tức này, mọi người có cảm giác một kiếm này chém xuống, tất cả mọi người đều không cách nào ngăn cản. muốn dưới một kiếm này vẫn là, mà giờ này khác này, toàn bộ vũ trụ mọi người đều cảm thấy một cổ khí tức như vậy, dưới một đạo kiếm khí như vậy, bên trong vũ trụ bản nguyên, vô số tộc đàn cùng giới vực đều bắt đầu sụp đổ. Khụ khụ, thật ngại quá, mẫu thân vừa mới giải trừ phong ấn có chút nhiều. Tần Nguyệt trì thấy thế, vội vàng bóp một lần nữa. Tức khắc, khí tức trên thanh kiếm dĩ thần bí này trong nháy mắt thu liễm lại một ít, vũ trụ vốn tan rã thoáng cái đã vững chắc hơn giờ khắc này đám người vô cực chí tôn khiếp sợ nhìn từng nguyệt trì bọn họ đều có cảm giác đối phương chỉ cần nguyện ý dưới một kiếm này nói không chừng có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ từng nguyệt trì nhìn về phía từng trần trần nhi ngươi cảm thấy sát ý trong kiếm này ra sao từng trần trầm giọng nói rất mạnh sát ý này chỉ là một phần sát ý trong kiếm này trước đó ngươi đã từng cảm ngộ qua sát ý trong đó đúng không từng nguyệt trì nhìn về phía từng trần lúc trước ngươi cảm ngộ chỉ là một phần sát ý trong đó chỉ là một chút sát ý lưu lại mà sát ý thật sự bên trong thanh kiếm này đã bị phụ thân ngươi phong ấn hoàn toàn cho nên kỳ thật ngươi không lĩnh ngộ bản chất của sát ý trong thanh kiếm dị xét này từng trần câu mày hỏi bản chất là gì từng nguyệt trì nói sát ý có đôi khi không chỉ là một loại ý cảnh còn là một loại lực lượng cùng loại với lực lượng huyết mạch cường giả chân chính có thể đem sát ý dung nhập vào trong bản thân để cho mình rơi vào một loại trạng thái sát cảnh đặc thù dưới trạng thái này cảm giác của hắn sẽ nhạy cảm trước nay chưa từng có xuất thủ chẳng những ảnh hưởng đến bản thân đồng thời ảnh hưởng tới địch nhân dứt lời tần nguyệt trì để kiếm trĩ thần bí vào trong tay tần trần ngươi thử cảm thụ một chút xem một bên mí mắt kiếm ma hơi giật giật ánh mắt có chút hồi hộp sắc mặt tần trần ngưng trọng bất quá hắn không chút do dự trực tiếp cầm lấy thanh kiếm trĩ thần bí trong nháy mắt một cổ sát ý băng lãnh khủng bố trực tiếp tiến vào trong đồ tần trần cổ sát ý này cực kỳ khủng bố giống như đại dương ở trong thân thể tần trần trong nháy mắt cùng quyển tàn phá bừa bãi một đôi con ngươi của tần trần trong nháy mắt trở nên đỏ đậm lên giờ khắc này sát ý đáng sợ trên người tần trần ngút trời phản phất muốn chống đỡ cả vòng trời từng trần phát ra tiếng gào thét trầm thấp sát ý mãnh liệt lập tức ảnh hưởng đến đầu óc hắn giờ phút này hắn có cảm giác nếu như cứ để mặc cổ sát ý này tiếp tục máu trong cơ thể hắn sẽ triệt để nổ tung linh hồn đều sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng nhưng dưới sát ý này từng trần cảm giác lực lượng của mình phản phất trong nháy mắt cũng tăng lên rất nhiều nếu lại để cho uy ma lão tổ xuất hiện trước mặt hắn dưới một kiếm của hắn uy ma lão tổ tuyệt đối sẽ thụ thương sẽ không dễ dàng ngăn cản như trước từng trần cắn răng cổ sát ý kinh khủng kia vẫn đang không ngừng ăn mòn trong đầu hắn không ngừng tăng cường linh hải của từng trần trong nháy mắt nổ vang tự như muốn nổ tung ngay tại chỗ nhưng tại thời khắc mấu chốt lực lượng lôi đình huyết mạch trong cơ thể từng trần đột nhiên được kích hoạt trong nháy mắt vô số lôi đình hiện lên trên thân thể Tần trần đem cổ sát ý này một mực giam cầm lại vô số sát ý giống như thủy triều trong nháy mắt lui trở về bên trong kiếm trĩ thần bí mà Tần trần cũng thở hắt ra một hơi cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh một đôi tròng mắt màu đỏ cuối cùng cũng khôi phục bình thường trần người không sao chứ trần tư tư cùng thượng quan uyển nhi vội vàng tiến lên đỡ lấy từng trần ta không sao từng trần lắc đầu sau đó nhìn về phía từng nguyệt trì từng nguyệt trì thẳng nhiên nói không cần nản chí tuy mẫu thân chỉ giải phóng một phần sát ý trong đó nhưng sát ý ở đây cũng không phải là thứ ngươi có thể chống lại năm đó kiếm ma này bị sát ý này ăn mòn trực tiếp trở thành một tên điên bất quá trần nhi ngươi đương nhiên sẽ không giống hắn chỉ cần cảm ngộ nhiều hơn hao phí thời gian nhất định ngươi nhất định có thể triệt để dung hợp cổ sát ý này vào không còn bị nó ảnh hưởng nữa đến lúc đó ngươi có thể lợi dụng cổ sát ý này dung nhập vào trong công kích của ngươi tăng lên thực lực của ngươi mà sát ý chi đạo của ngươi mới xem như có chút thành tựu nói xong nàng chỉ vào giữa lông mày từng trần thân thể từng trần lập tức run lên kịch liệt vô số tin tức tràn vào trong đầu Tần Nguyệt Trì nhìn Tần Trần, đây là công pháp dung hợp sát ý đặc biệt của mẫu thân sáng tạo ra cho ngươi, ngươi có thể từ từ, ví dụ như, trước tiên phải thừa nhận lực lượng sát ý, cuối cùng đến khi dung hợp tất cả sát ý mà mẫu thân giải phóng ra. Nói đến đây, Tần Nguyệt Trì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, được rồi, thời gian đã gần hết, mẫu thân cũng nên đi rồi. Dứt lời, cả người Tần Nguyệt Trì đột nhiên tiêu tán không thấy, mọi người đều không thể nhìn ra nàng rời khỏi như thế nào. Tần Trần tiểu tử, không, Trần thiếu, đại lão sao lại đi đây? Lão nhân gia người còn chưa chỉ điểm cho thuộc hạ một chút. Lúc này Hồng Hoang Tổ Long vội vàng tiến lên, chỉ có thể nhìn nơi tần nguyệt trì biến mất với vẻ mặt ảo não tần trần cũng nhìn thấy nơi mẫu thân rời đi thân sắc cô đơn mẫu thân luôn là vậy đến không bóng đi vô tung được rồi chúng ta cũng đi thôi lúc này tiêu giao chí tôn đi lên trước mỉm cười nói tiêu giao chí tôn tiền bối bây giờ chúng ta đi đâu tần trần quay người hỏi bắt thiên vực kiếm trũng tiêu giao chí tôn mỉm cười vừa sải bước chớp mắt đã biến mất không còn tâm hơi tần trần thấy vậy cũng sải bước ra lập tức lướt về phía mộ phần kiếm trũng tại bắc thiên vực ở thiên giới mà trong lúc tiến về bắc thiên vực từng trần để một phân thân bay đi mà bản thể thì tiến vào bên trong thế giới hỗn độn trước đó từng mẫu thân có được phương pháp dung hợp kiếm ý kia đương nhiên từng trần không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào mà ở trong thế giới hỗn độn tốc độ thời gian trôi qua có thể trở nên vô cùng chậm chạp để từng trần có đầy đủ thời gian tu luyện trong thế giới hỗn độn từng trần không suy nghĩ nhiều lấy ra thanh kiếm trị thần bí bắt đầu dung hợp sát ý trong đó tay phải từng trần mở ra kiếm trị xét thần bí hiện lên một cổ sát ý bắt đầu chậm rãi tỏa ra cùng lúc đó cổ sát ý này bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của hắn đạo đạo sát ý dung nhập vào trong cơ thể từng trần dần dần bốn phía từng trần từng đạo sát ý đáng sợ điên cuồng thiêu đốt lên mà hư không trước mặt hắn bắt đầu phát sinh biến hóa sát ý khủng bố cùng lực lượng trong cơ thể hắn chậm rãi dung hợp toàn bộ thiên địa đều đang rung động Phản phất muốn sụp đổ mà lúc này sức mạnh trong cơ thể từng trần bắt đầu bốc cháy mà trên mặt hắn cũng xuất hiện mồ hôi sắc mặt càng có chút tái nhật bởi vì khí tức sát ý này thật sự là quá kinh khủng muốn dung hợp sát ý như vậy bảo trì thần trí đã cực kỳ khó khăn chớ nói chi là muốn khống chế cổ sát ý này không chỉ tiêu hao huyết khí tiêu hao linh hồn cũng là to lớn hiện tại hắn chỉ dung hợp một chút xác ý đã cảm thấy cố hết sức có chút nhanh không chịu nổi cũng may trong thế giới hỗn độn này sự khống chế của từng trần đối với thiên địa sẽ đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có một lát sau chút xác ý trong cơ thể từng trần dần dần bị hắn dung hợp lại khi những xác ý này dung hợp thành một từng trần hướng lên bầu trời trên đầu trong giây lát một kiếm chém ra ngoài ầm một tiếng một bầu trời ở thế giới hỗn độn này trực tiếp bị cắt ra toàn bộ bầu trời phản phất bị chia làm hai nữa vô số khí tức hỗn độn trút xuống giống như tận thế tiến đến dị động như vậy lập tức làm cho rất nhiều cường giả ở trong thế giới hỗn độn giật nảy mình như hồng hoang tổ long và huyết hà thánh tổ đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa bị xé nứt ra trong ánh mắt có sự sợ hãi không chỉ có bọn họ mà bản thân từng trần cũng giật nảy mình vội vàng thu lại kiếm trĩ thần bí giờ phút này thời không ở hỗn độn thế giới đã khôi phục bình thường nhưng vẫn rất không ổn định thời không bốn phía run rẩy từng đợt phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát cực kỳ dọa người mẹ nó thiếu chút nữa đã phá hủy nhà mình từng trần nhìn bầu trời do thế giới hỗn độn nứt ra lòng còn sợ hãi đây chính là nơi hắn kinh doanh vô số năm vừa nãy suýt chút nữa bị phá hủy cũng may thế giới hỗn độn có bảo vật vạn giới ma thụ và các loại bảo vật trấn áp một kiếm trước đó của hắn tuy rằng xé rách thiên địa của thế giới hỗn độn nhưng tốt xấu gì cũng không phá vỡ thế giới hỗn độn bằng không thì phiền phức từng trần vội vàng thôi động hỗn độn trường hà chữa trị thiên địa của thế giới hỗn độn trên bầu trời khe nứt to lớn kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được hơn một canh giờ sau khe hở này mới hoàn toàn khép lại thế thế từng trần mới thở phào nhẹ nhõm xem ra sau này chiêu thức như vậy vẫn không thể tùy tiện thi triển chí ít không thể lập tức triển khai toàn bộ sát ý nếu không giết địch một ngàn tự tổn tám trăm nhưng mặc dù vậy trong lòng tần trần vẫn vô cùng hưng phấn uy lực một chiêu vừa rồi cường đại nếu hiện tại tần trần đối mặt với uy ma lão tổ tuyệt đối không sợ đối phương chút nào dám cùng đối phương khiêu chiến nghiêm khắc đương nhiên muốn hoàn toàn vận dụng chiêu này còn phải tu luyện nhiều hơn nghĩ đến đây tần trần tiếp tục tu luyện sau một lát tần trần đã khôi phục lực lượng mà lúc này cũng đã đến bên ngoài bắc thiên vực tần trần trực tiếp rời khỏi thế giới hỗn độn kiếm trũng cấm địa Tần trần và tiêu giao chí tôn đứng bên ngoài cấm địa như vậy năm xưa đủ để ngăn cản rất nhiều cao thủ nhưng đối với từng trần cùng tiêu giao chí tôn bây giờ lại không đáng kể chút nào hai người đi vào cấm địa một kiếm bốn phía có vô số kiếm ý phun trào căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hai người thậm chí đều không thể phát giác được sự tồn tại của hai người mà sau khi đi một lát hai người đã đi tới khu mộ kiếm chân chính kiếm trũng mở ra cần có cơ duyên nhìn lấy thực lực của Tần trần và tiêu giao chí tôn mộ kiếm này căn bản không ngăn cản được hai người hai người chỉ vừa xảy bước ra đã tiến vào chỗ sâu trong tán kiếm thâm uyên ở sâu trong thâm uyên rất nhiều quan tài và thi hài kiếm tổ đang khoanh chân tu luyện cùng với sự thôn vệ cùng hô hấp của hắn từng làn khói đen bên trong tán kiếm thâm uyên này đều phập phồng kiếm ý sương mù màu đen vô tận giống như là theo hô hấp của bộ thi hài này đang phập phồng đột nhiên kiếm tổ mở mắt nhìn về phía hư không bên cạnh hư không rung động hai bóng người chậm rãi đi ra chính là tần trần và tiêu giao chí tôn bái kiến kiếm tổ tiền bối nhìn thấy kiếm tổ tần trần liên tục chắp tay hành lễ mà nhìn thấy tần trần con người kiếm tổ lại trợn tròn vẻ mặt như gặp quỷ lúc này kiếm tổ nghẹn họng nhìn trân trối hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình hắn nhìn thấy gì tu vi của tiểu tử này đã là như vậy rồi sao lúc này mới bao lâu nhớ tới lần trước nhìn thấy từng trần từng trần ngay cả chí tôn cũng chưa từng đạt tới nhưng hôm nay vậy mà mơ hồ chạm đến nửa bước siêu thoát kiếm tổ tiền bối chúng ta lần này đến đây là đến giải cứu tiền bối từng trần tiến lên nói ý của các ngươi là kiếm tổ kích động nói kiếm tổ tiền bối vũ trụ bây giờ đã hòa bình ma tộc đã thua vì mà lão tổ bỏ chạy đến minh giới nhân tộc đã là lãnh tụ của vũ trụ này tiêu giao chí tôn cười nói cho nên tiền bối cũng có thể rời đi kiếm tổ kinh hải nói như vậy khí tức siêu thoát lúc trước chẳng lẽ chính là các ngươi tiêu giao chí tôn cười nói vì ma lão tổ cố kết với hắc ám nhất tộc dẫn động hắc ma tổ tộc gián lâm muốn bất kính với nhân tộc thế nhưng lại bị vị cường giả thần bí trong hư hải kia đánh chết hắc ám lão tổ ra tay cũng bị đánh lui vũ trụ hiện tại đã là hòa bình cường giả thần bí trong hư hải thân hình kiếm tổ chấn động hư hải kia năm đó chúng ta cũng từng tìm hiểu qua trong đó thần bí khó lường cho dù là chúng ta cũng không cách nào dễ dàng xông vào chúng ta biết rõ nguy hiểm trong đó bởi vậy thoáng tìm hiểu một chút liền rời đi ai từng nghĩ trong đó vậy mà có một vị cường giả thần bí thần sắc kiếm tổ rung động người này có thể giết chết hắc ám tộc hắc ma tổ đế còn đánh lui lão tổ hắc ám tộc ít nhất cũng là cường giả siêu thoát nhưng tộc ta lại còn có một vị cường giả đỉnh cấp như vậy chúng ta vậy mà không biết tiêu giao chí tôn nở nụ cười kiếm tổ tiền bối người này không phải là cường giả của nhân tộc chúng ta mà là đại năng đến từ vũ trụ hải bị nhốt trong vũ trụ này tiêu giao chí tôn nói tới đây liếc mắt nhìn từng trần lại nói cũng may mà có từng trần vị đại năng ngày mới chịu ra tay được rồi kiếm tổ tiền bối chúng ta vẫn nên tiêu diệt tên vương tộc hắc ám kia trước rồi nói sau cũng tốt cho tiền bối giải vây được kiếm tổ cười ha ha thân thể hắn vẫn ngồi xếp bằng đột nhiên thẳng tắp hai tay bỗng nhiên lướt về phía bầu trời liền thấy trên vô tận vòng trời từng đạo ánh sáng đáng sợ nháy mắt nở rộ vô số đạo kiếm ý phóng lên tận trời toàn bộ chỗ sâu trong đại uyên trong nháy mắt tràn ra vạn kiếm đây là vạn kiếm lực năm đó thông thiên kiếm các vi phong tỏa hấp thu lực lượng đế thích thiên ngưng tụ hôm nay trong nháy mắt bạo phát ra khi những vạn kiếm này phóng lên cao trong khoảnh khắc từ trong vực sâu phía dưới bỗng nhiên truyền ra một đạo khí tức khủng bố một tiếng gầm từ phía dưới truyền ra sâu trong lòng đất một luồng khí tức đáng sợ đang thức tỉnh giống như có dị thú viễn cổ hoang dã gì đó đang thức tỉnh một loại lực lượng đáng sợ trấn áp vạn cổ đang phun trào tràn ngập vạn cổ hắc ám chi lực đáng sợ bắt đầu khởi động kinh sợ thiên địa cả tòa tán kiếm thâm uyên đều đang run rẩy ha 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 nhân tộc kiếm tổ người rút lui vạn kiếm là thọ nguyên hao hết phong ấn không được bổn tọa sao hay là nói hắc ám nhất tộc ta hàng lâm vùng vũ trụ này nhưng tộc ngươi đồ hàng rồi một tiếng ầm ầm bá đạo vang vọng đất trời từ bên trong vực lớn vô số xúc tu trong nháy mắt ló ra một cường giả hắc ám đáng sợ chậm rãi bốc lên đây là vương giả của hắc ám nhất tộc năm đó đế thích thiên tiêu giao chí tôn cảm thụ được lực lượng bên dưới khóe miệng nở nụ cười ở bên đám người từng trần trần tư tư thượng quan uyển nhi kiếm ma hồng hoang tổ long huyết hà thánh tổ vô cực chí tôn cũng đều chăm chú nhìn xuống dưới đặc biệt là vô cực chí tôn năm đó hắn đã trải qua trận chiến viễn cổ kia biết rõ sự đáng sợ và mạnh mẽ của bộ tộc hắc ám lúc này nhìn thấy vương giả của hắc ám tộc thì con ngươi không khỏi ngưng tụ ha 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 bị phong ấn ức vạn năm cuối cùng bản vương cũng thoát khốn rồi vũ trụ nhân tộc ta muốn hủy diệt đế thích thiên rít gào ra tiếng xúc tu vô tận điên cuồng vũ động mà trong nháy mắt khi đế thích thiên xuất hiện bản nguyên vũ trụ cũng chấn động lên cảm giác được khí tức của hắc ám nhất tộc lôi kiếp cùng cuộn trong thiên địa trào ra muốn hủy diệt nơi đây khí tức hắc ám tà ác vô tận bắt đầu khởi động trong nháy mắt tràn ngập đến bên cạnh bọn tần trần tiêu giao chí tôn nhẹ nhàng vung tay lên lực lượng nửa bước siêu thoát đỉnh phong đáng sợ phun trào ra trong nháy mắt loại bỏ cổ khí tức hắc ám này mà các nàng trần tư tư cũng đồng dạng không sợ khí tức hắc ám này thân sắc bình tĩnh lạnh lùng nhìn hắc ám tộc phía trước đế thích thiên giờ phút này cũng cảm giác được chỗ bọn tần trần lời nói kiêu ngạo dứt khoát mà tới một đôi mắt trừng tròn xoe khó có thể tin nhìn những người trước mắt đế thích thiên hắc ám nhất tộc ngươi xâm lấn vũ trụ nhân tộc ta hôm nay chúng ta muốn thay vô số nhân tộc năm đó chết đi đòi lại một cái công đạo từng trần hoành kiếm trước người từ tốn nói chỉ bằng các ngươi di si tâm vọng tưởng đế thích thiên nổi giận gầm lên một tiếng vô số xúc tu nháy mắt hướng tới từng trần khí tức tiểu tử, tử ngươi bản vương nhớ rõ lúc trước còn từng cắn nuốt hắc ám lực của bản vương hôm nay bản vương sẽ đem ngươi chém giết ở đây thế nhưng đế thích thiên còn chưa hạ xuống đột nhiên trong hư không hiện lên một đạo kiếm quang. kiếm quan chợt lóe xúc tu đế thích thiên trong nháy mắt một phân thành hai bị nháy mắt chặt đứt đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.